Chào các bạn, tôi là Huỳnh Diệp Trâm Anh, tôi tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Đại học Tài chính Marketing. Hiện tại tôi đang là giảng viên của một số trường đại học và cao đẳng, ngành Marketing và tổ chức sự kiện. Tôi là giảng viên cơ hữu của trường Đại học Văn Hiến, là giảng viên của trường Đại học Tài chính Marketing, Đại học Quốc tế Sài Gòn và các trường cao đẳng như Cao đẳng Việt Mỹ, Cao đẳng Viễn Đông. Thế thì để mà chúng ta có thể làm được và tôi đứng đây tôi chia sẻ cho các bạn kiến thức về event, thì tôi còn đồng thời tôi là giám đốc điều hành và sáng lập của công ty tổ chức sự kiện CC Event. Tôi hoạt động trong ngành event 8 năm. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với khóa học. Các bạn tham gia khóa học tổ chức sự kiện sẽ giúp cho các bạn trở thành một trong những nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Ai trong đời của chúng ta cũng đã từng tham gia tổ chức những sự kiện. Tôi lấy ví dụ như là các bạn đã từng tham gia tổ chức một buổi sinh nhật, các bạn đã từng tham gia tổ chức một cái buổi họp mặt trong gia đình, hoặc là các bạn là sinh viên thì các bạn cũng đã tham gia những buổi tổ chức văn nghệ trong trường lớp, tổ chức văn nghệ để chào mừng 20 tháng 11. Nghề tổ chức sự kiện đó là một trong những cái nghề nó ngấm sâu ở trong mỗi con người của chúng ta. Khi chúng ta vất vả suốt cả đêm chúng ta chuẩn bị cho cái sự kiện, thế thì buổi sáng ngày hôm sau niềm vui nhất của chúng ta, có thể gọi là niềm vui dâng trào và hạnh phúc nhất của chúng ta, đó là những tiếng vỗ tay vang dội, những cái âm thanh, những ánh sáng trên sân khấu sẽ là cái nguồn động lực theo suốt chúng ta trong quá trình chúng ta làm nghề. Vậy thì muốn học event thì các bạn cần phải như thế nào? Các bạn tham gia khóa học với tôi. Sau khi tham gia khóa học với tôi xong, các bạn hãy xắn tay áo lên và bắt đầu làm. Các bạn hãy làm và từ đó các bạn sẽ tích lũy dần kinh nghiệm. Đồng thời các bạn hãy học hỏi thêm từ những người đã có những kinh nghiệm trận mạc trong những cái sự kiện lớn nhỏ, các bạn sẽ tích lũy dần và các bạn có thể theo đuổi cái nghề này cho đến cùng. Tại khóa học này thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số công ty tổ chức sự kiện trong cả nước, sẽ giúp cho các bạn có thể hình thành được những cái kiến thức ban đầu khi các bạn bước vào nghề. Thế thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì có những cái công ty tổ chức sự kiện rất lớn. Ví dụ các bạn lên Google các bạn search thì sẽ hiện ra những cái danh sách những công ty tổ chức sự kiện, những công ty đó làm marketing cho họ. Tuy nhiên là một người làm tổ chức sự kiện lâu năm thì các bạn nhắc đến một số công ty tổ chức sự kiện thì các bạn có thể biết ngay được đó là những công ty tổ chức sự kiện lớn như là Square, Meta, Đông Tây Promotion, Cánh Cung, OMG, Sài Gòn Event chuyên cung cấp về thiết bị, Hoàng Sa Việt chuyên cung cấp về LED, Tân Ngũ Tài chuyên cung cấp về âm thanh, CC Event, vân vân. Những công ty này sẽ lựa chọn cho mình một trong những cái loại hình sự kiện riêng để họ kinh doanh. Thế thì những cái loại hình trong tổ chức sự kiện mà những công ty này lựa chọn đó là những loại hình nào? Thì chúng ta sẽ đi đến cái bài đó là những loại hình tổ chức sự kiện. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với khóa học này nha. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.